vận chuyển gần 100 kg ma túy từ Đức về Việt Nam qua đường hàng không. Công an thành phố Hà Nội vừa bắt giữ nhóm đối tượng vận chuyển gần 100 kg ma túy tổng hợp từ Đức về Việt Nam thông qua đường hàng không. Ngày 6 tháng 1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội thông tin phối hợp với các cơ quan chức năng đấu tranh, bắt giữ nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Đức về Việt Nam tiêu thụ. Cụ thể, qua công tác nắm bắt tình hình tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Cục Hải quan thành phố Hà Nội đã tổ chức kiểm tra nhiều kiện hàng nghi chứa ma túy. Trong đó, phát hiện 3 vận đơn, gồm 8 kiện, thùng giấy có khối lượng hơn 205 kg, được gửi từ nước Đức, cất giấu 98 kg ma túy tổng hợp, gồm 45 kg MDMA, 53 kg ketamine và 2.000 gói nước vui. Ngay sau đó, Công an thành phố Hà Nội, Công an thành phố Hồ Chí Minh và Cục Hải quan thành phố Hà đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ việc. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã bàn giao các đối tượng và vật chứng cho Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Theo Công an thành phố Hà Nội, nhiều đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy dưới hình thức chuyển phát nhanh quốc tế thông qua các công ty vận chuyển quốc tế. Ma túy được ngụy trang trong các kiện hàng hóa như máy cà phê, máy hút bụi, máy lọc không khí, hộp bánh kẹo gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Trong thời gian từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 đến nay, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện, bắt giữ 472 vụ, 734 đối tượng phạm tội liên quan đến ma túy. Trong đó, 457 vụ và 595 đối tượng bị xử lý hình sự, thu giữ là hơn 110 kg ma túy các loại.